Sau khi Vịnh Hạ Long được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, Quảng Ninh đã kết hợp tốt giữa việc bảo tồn phát huy giá trị di sản với phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường để tạo ra được một nền du lịch bền vững. Nhờ vậy, thời gian qua, du lịch dịch vụ của Quảng Ninh đã có nhiều khởi sắc. Hiện mỗi năm có hàng triệu lượt khách đến du lịch, tham quan Vịnh Hạ Long và bình quân mỗi ngày có hơn 1.000 khách du lịch lưu trú trên Vịnh. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2011, Quảng Ninh đã thu hút được gần 4 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 1.977 tỷ đồng, tăng 7% so với kế hoạch. Để có được điều đó, Quảng Ninh đã sớm khoanh vùng bảo vệ các giá trị về cảnh quan thiên nhiên, địa chất, địa mạo của di sản Vịnh Hạ Long và đưa vào khai thác, phục vụ du lịch phát huy hiệu quả cao. Tỉnh đẩy mạnh hoạt động du lịch, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, điều tra xây dựng dữ liệu về tài nguyên môi trường biển, hải đảo và đề xuất triển khai các dự án nghiên cứu xây dựng và cập nhật kế hoạch ứng phó với sự cố tràn dầu trên vùng di sản Vịnh Hạ Long. Tỉnh cũng quan tâm tu bổ, phục hồi, đầu tư và tôn tạo xếp hạng khoanh vùng bảo vệ các di tích thuộc Vịnh Hạ Long. Bên cạnh đó, Quảng Ninh đặc biệt chú trọng việc triển khai thực hiện quản lý về bảo vệ môi trường sinh thái. Phóng viên Thương Tuấn Xã Việt Nam tại London đưa tin, hôm qua Đại sứ quán Việt Nam ở Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Ban chấp hành Hiệp hội Viện trợ Y tế và Khoa học cho Việt Nam, Lào và Campuchia gọi tắt là MSAVLC đã họp tổng kết các hoạt động nhân đạo dành cho ba nước nói trên trong năm 2010. Tại đây, MSAVLC đã nhất trí tiếp tục gây quỹ giúp đỡ Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Vũ Quang Minh đánh giá cao những đóng góp to lớn cả về vật chất và tinh thần của MSAVLC cho Việt Nam trong suốt 46 năm qua, kể từ khi thành lập tổ chức này. Đại sứ cũng khẳng định những hoạt động tích cực của MSAVLC đã góp phần củng cố và mở rộng sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Anh. Năm 2010, MSAVLC đã triển khai các dự án nhân đạo tại Việt Nam, Lào và Campuchia với trị giá hơn 100.000 bảng Anh, trong đó có dự án đào tạo 100 bà đỡ ở tỉnh Lạng Sơn, các dự án giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam dioxin ở làng Hòa Bình Thanh Xuân Hà Nội và bệnh viện Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị nhất trí sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động gây quỹ để hỗ trợ các dự án mới tại Việt Nam, Lào và Campuchia trong thời gian tới. Hôm qua, Tòa án Hình sự Ai Cập đã kết án cựu Thủ tướng Ai Cập Ahmed Najib cùng hai cựu bộ trưởng vì các tội danh gây thất thoát công quỹ. Trong khi đó, làn sóng biểu tình trên quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo trong một vài ngày qua đã khiến Phó Thủ tướng Ai Cập Yahya El-Gamal từ chức. Theo phán quyết của Tòa án Hình sự Ai Cập, cựu Thủ tướng Najib, cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib Al-Adli và cựu Bộ trưởng Tài chính Yosef Boutros-Ghali bị buộc tội dành một hợp đồng cho công ty Uch của Đức thông qua đơn đặt hàng trực tiếp cao hơn giá thị trường chứ không đấu giá công khai theo luật định. Ông Yosef Boutros-Ghali bị tuyên án vắng mặt 10 năm tù. Tháng trước, vị cựu Bộ trưởng Tài chính này đã bị tuyên án vắng mặt 30 năm tù vì các tội tham nhũng. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Nội vụ Al-Adli phải nhận bản án 5 năm tù giam, còn cựu Thủ tướng Najib bị kết án 1 năm tù treo. Ngoài án tù, ba cựu quan chức này còn bị phạt tổng cộng khoảng 33,5 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, ông Al-Adli, cựu Tổng thống Hosni Mubarak cùng hai con trai Atla và Gamal sẽ phải ra tòa vì dính líu tới việc giết hại những người biểu tình trong năm nay. Trong khi đó, làn sóng biểu tình trên quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo trong một vài ngày qua đã khiến Phó Thủ tướng Ai Cập Yahya El-Gamal phải từ chức. Hàng nghìn người hiện vẫn biểu tình ngồi tại thủ đô Cairo và nhiều thành phố quan trọng khác để yêu cầu nguyên soái Hussein Tantawi, Chủ tịch Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập SCAF từ chức. Các nhà hoạt động cũng kêu gọi biểu tình lớn tại thủ đô Cairo sau khi một số người vũ trang dao và gậy đã tấn công người biểu tình đang cắm trại tại quảng trường Tahrir. Theo lời kêu gọi, những người biểu tình sẽ rời khỏi quảng trường Tahrir ở Cairo để tiến tới khu vực trụ sở chính phủ. Trước làn sóng biểu tình phản đối ngày càng gia tăng, SCAF đã khẳng định sẽ không từ bỏ vai trò quản lý các công việc của đất nước vào giai đoạn quyết định hiện nay. SCAF cũng cam kết sẽ không để xảy ra các hành động vi phạm pháp luật và sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để đối phó với những mối nguy hiểm đe dọa đất nước. Bên cạnh đó, đại diện của SCAF cảnh báo những người biểu tình đã đi chệch hướng biểu tình hòa bình và cản trở các cơ quan nhà nước, làm tổn hại đất nước và gây mất ổn định xã hội.
Còn tại Syria, tình hình bất ổn vẫn chưa được giải quyết sau kết quả hạn chế của cuộc đối thoại dân tộc kéo dài 2 ngày trước đó. Trong khi đó, các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra tại nhiều thành phố trên cả nước. Hãng tin Reuters cho biết các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra tại nhiều thành phố ở cả miền Đông và miền Tây Syria. Những người biểu tình xuống đường tuần hành phản đối cuộc đối thoại dân tộc do chính phủ Syria tổ chức nhưng không có sự tham gia của các nhân vật đối lập. Những người biểu tình cũng kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo lực gây nhiều thương vong trong suốt nhiều tháng qua. Trước đó, trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 7, chính phủ Syria đã tổ chức cuộc đối thoại dân tộc với sự tham gia của các thành viên đảng Baath cầm quyền cùng một số nghị sĩ độc lập. Sau khi đối thoại, các bên tham gia nhất trí thành lập một ủy ban sửa đổi hiến pháp, đồng thời cam kết duy trì kênh tiếp xúc với nhiều nhân vật theo đường lối dân tộc khác để chuẩn bị cho một hội nghị đối thoại dân tộc sắp tới. Tuyên bố chung của cuộc đối thoại cũng kêu gọi thành lập ủy ban cấp cao về nhân quyền tại Syria, đồng thời tuyên bố phản đối mọi hành vi can thiệp của bên ngoài vào các vấn đề nội bộ của Syria. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của chính phủ, phe đối lập tại Syria vẫn tuyên bố tẩy chay cuộc đối thoại. Động thái này có nguy cơ đẩy Syria tiếp tục lún sâu vào tình trạng bất ổn, vốn trở nên trầm trọng sau làn sóng biểu tình bùng phát từ giữa tháng 3 vừa qua. Liên quan đến vụ nghe lén điện thoại của tờ báo đình đám News of the World của Anh, các nhà điều tra cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy số người có thể là nạn nhân của vụ bê bối này đã lên đến gần 4.000 người. Trong phiên điều trần ngày 11 tháng 7 trước Ủy ban Nội vụ của Hạ viện Anh, đại diện Sở Cảnh sát London cho biết cảnh sát mới liên lạc được với một số ít trong số hàng nghìn người có thể là nạn nhân của vụ bê bối truyền thông này. Trong cơ sở dữ liệu thu thập được từ News of the World, có khoảng 3.870 cái tên, khoảng 5.000 số điện thoại cố định và 4.000 số điện thoại di động. Tuy nhiên, cảnh sát mới chỉ liên hệ được với 170 người có tên trong danh sách này, trong đó ưu tiên tập trung vào các đối tượng là những nhân vật cấp cao. Một trong số những nhân vật cấp cao có tên trong danh sách nói trên là cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown. Ông Brown tuyên bố, các phóng viên tờ News of the World đã có hành vi nghe lén, thực sự là những tên tội phạm. Ông cũng ngỏ ý nghi ngờ đối với các tờ báo khác của News International, tập đoàn truyền thông đang sở hữu News of the World. Đây không phải lần đầu tiên tờ News of the World bị dính scandal nghe lén điện thoại. Năm 2007, một phóng viên của tờ báo này đã bị bỏ tù vì tội danh này. Theo Sở Cảnh sát London, quá trình điều tra vụ nghe lén lúc đó luôn vấp phải thái độ bất hợp tác từ phía News International. Ông trùm truyền thông Rupert Murdoch, chủ tập đoàn News International, cùng con trai và cựu tổng biên tập tờ News of the World hiện đã được lệnh tới điều trần trước Quốc hội. Chính phủ Anh cũng đang xem xét đề xuất của các nghị sĩ yêu cầu đình chỉ vụ mua bán BSkyB nhằm mở rộng hoạt động sang lĩnh vực truyền hình mà ông Murdoch đang tiến hành. Trước đó, do vụ bê bối nghe lén, ban lãnh đạo News International đã quyết định đóng cửa vĩnh viễn tờ News of the World. Hôm 10 tháng 7 vừa qua, tờ báo này đã phát hành số cuối cùng trước khi chính thức chia tay độc giả. Cảnh sát Guatemala ngày hôm qua đã bắt giữ hai người đàn ông bị tình nghi đã sát hại ca sĩ nổi tiếng người Argentina Facundo Cabral sau khi vừa kết thúc hai buổi biểu diễn tại nước này. Bộ Nội vụ Guatemala cho rằng vụ xả súng dẫn tới cái chết của ca sĩ Cabral trong một băng nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện nhằm vào nhà tài trợ của buổi biểu diễn. Hai kẻ tình nghi người Guatemala là Engin Vargas và Winfred Stokes bị buộc tội đã nổ súng vào chiếc xe chở nghệ sĩ Facundo Cabral, người nổi tiếng với phong trào phản đối chế độ độc tài những năm 70, khi ông trên đường ra sân bay sau buổi hòa nhạc tại thành phố Guatemala. Camera an ninh tại khách sạn nơi ca sĩ Cabral ở và dọc đường cao tốc ra sân bay đã ghi lại hình ảnh của hai nghi phạm này. Chúng tôi muốn thông báo với người dân Guatemala, đất nước anh em Argentina và cả thế giới rằng chúng tôi coi đây là nhiệm vụ thiết yếu của mình. Hôm nay, 72 giờ sau khi vụ án mạng xảy ra, chúng tôi đã bắt giữ những kẻ bị tình nghi đã gây ra tội ác này. Tại cuộc họp báo thông báo về cái chết của Cabral, Bộ trưởng Nội vụ Guatemala cho rằng có thể những tay súng đã sát hại nhầm nghệ sĩ vì tưởng ông là doanh nhân Guatemala, Henry Farina, người đã thuê ông tới biểu diễn tại Guatemala và là chủ sở hữu chiếc xe Land Rover chở ông ra sân bay. Người lái xe tại thời điểm xảy ra vụ xả súng bị thương nặng và hiện vẫn ở trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các đội điều tra tội phạm đã bắt tay ngay vào việc nhận dạng kẻ giết người. Chỉ vài giờ tìm kiếm cơ sở dữ liệu của cảnh sát, chúng tôi đã xác định được danh tính của hai nghi phạm Engin Vargas và Winfred Stokes. Thi hài của cố nghệ sĩ Cabral đã được đưa về quê nhà Buenos Aires ở Argentina. Rất đông người hâm mộ tụ tập bên ngoài nhà hát Ateneo ở Buenos Aires để tỏ lòng tôn kính với người nghệ sĩ vĩ đại. Hàng trăm vòng hoa đã được gửi tới nhà tang lễ, trong đó có vòng hoa từ văn phòng của Tổng thống Argentina Cristina Fernandez. Nghệ sĩ Facundo Cabral sinh năm 1937 trong một gia đình nghèo.
Ông nổi danh từ những năm 1970 với bài hát nổi tiếng tạm dịch là Tôi không thuộc về nơi nào. Bài hát này từng được nhiều nghệ sĩ hát lại, trong đó có danh ca Julio Iglesias. Cabran được biết đến ở khắp Mỹ Latin cũng như trên thế giới như một nghệ sĩ của phong trào phản đối chế độ độc tài những năm 70. Bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.